Xin chào cả nhà, mình lại là Lê Loan đây. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là cái sao bông matiso cái số lượng lớn. Nếu các bạn cần sao một cái số lượng lớn thì các bạn nên sao bằng cách như thế này cho nó nhanh và sẽ tránh được cái tình trạng là bông nó bị cháy. Cái chảo gang dày như thế này nè, là khi chúng ta sao thì rất là chất lượng luôn. Đây là chúng ta sao trên bếp ga, mình sao số lượng lớn mình sao trên bếp ga công nghiệp luôn, nhưng mà vẫn là sử dụng các rang sấy thủ công, là chúng ta phải đảo đều tay. Cứ một mẻ như thế này thì cứ trung bình từ 15 đến 20 phút thì cái artiso nó sẽ vàng vàng đều và cái mùi thơm của nó rất là đặc trưng. Và chúng ta để chúng là 6 tháng cũng không có bị ẩm mốc gì hết. Các bạn nên lưu ý là bông artiso chỉ thơm ngon khi chúng ta chịu khó sấy. Nhưng mà chúng ta không sấy thì cái mùi tự nhiên bông artiso nó sẽ bị có một cái mùi hăng. Khi uống khó uống đó, thì vậy là các bạn nên bỏ qua cái công đoạn sao vàng hạ thổ này. Cái công đoạn này nó rất là quan trọng, các bạn để ý này. Khi sao thì chúng ta đảo liên tục ha, tránh để cho các cái phần dưới nó bị cháy, thì khi chúng ta dùng nó sẽ không có cái mùi và nó bị hết, mà cái nước của nó là cũng xấu lắm. Đây là những cái mẻ artiso mình sao với số lượng cũng lớn. Một lần mình sao như vậy là một cái chảo như vậy là mình sao một lần nửa ký. Mình sao nửa ký là mình sao cho nó đều hết. Chứ còn nếu mà các bạn muốn sao nhiều hơn cũng được. Sao hoạt động là chúng ta để lửa nhỏ và đảo đều tay thì artiso nó mới thấm, nó mới đều và nó mới thơm được. Cái gì cũng vậy, nếu chúng ta ép thời gian ăn quá thì nó sẽ bị cháy, nó không có thơm mà nó còn ảnh hưởng tới cái dinh dưỡng nữa. Các bạn thấy không? Đây là cách sao artiso số lượng lớn. Số lượng lớn là mình còn đang hấp, còn nếu mà trong gia đình dùng thì mình cũng sao lần khoảng 2 lạng là đủ uống đó. Artiso này là của nhà mình tự làm luôn, cho nên là toàn là bông rạch thôi, mình không có cao cộng. Và nếu mà các bạn mua lại ngoài chợ về mà nó bị các cái cộng non nhiều á, thì những cái cộng non nó bị xước nó không cháy đó, thì các bạn lại phải hút, các bạn lại phải lấy lừa lấy cái ở dưới ra rồi các bạn lại sao tiếp, chứ không cái cộng non nó sẽ bị cháy sớm đấy nha. Những này là bông của nhà mình, bông nhà mình tự phân loại hết rồi. Và cái này thì nó dễ sao hơn. Nếu khi nào mà các bạn thấy có mùi thơm và bông nó bắt đầu nó cháy vàng sớm cạnh á, và khi đó là các bạn chuẩn sẵn một cái vật dụng bằng tre. Nhà mình đó thì mình sử dụng những cái mặt bằng tre để mình đổ ra. Thì chúng ta hạ thổ như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Đây là cái công việc thường ngày của gia đình mình nha. Có một số bạn ở các tỉnh thành khác thì các bạn lại không có biết cái công đoạn này. Chúng ta thường bỏ qua thì rất là ổn, phải tận dụng hết. Thì cái xô nó thuộc Việt Nam,